Bốn người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ súng tại thị trấn Rotenburg thuộc bang Hạ Saxony ở miền Bắc nước Đức trong ngày hôm qua. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Cảnh sát thị trấn Rotenburg và các công tố viên cho biết, nghi phạm là một binh sĩ đã đầu thú ngay sau khi gây án. Người đàn ông này bị tình nghi đã bắn chết bốn người, trong đó có một trẻ em vào rạng sáng ngày 1 tháng 3 theo giờ địa phương tại hai khu dân cư khác nhau. Hiện đối tượng đang bị cảnh sát giam giữ để thẩm vấn. Trong khi đó, truyền thông Đức cho biết các điều tra viên đang kiểm tra một xe ô tô đậu bên ngoài một doanh trại quân đội ở phía tây bắc, thị trấn Rotenburg. Trên xe có chứa nhiều đạn dược và vật dụng khác và bị nghi là của nghi phạm.